Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất là khô và lạnh nên Quảng Ninh vẫn duy trì trạng thái khô hanh, ngày trời nắng. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường, gây nên gió bắc đến đông bắc, vùng ven biển có thể giật tới cấp 6. Trên đất liền cũng có gió bắc đến đông bắc hoạt động tới cấp 3, cấp 4 như ở khu vực miền đông. Mức nhiệt độ về ban đêm tại các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long khoảng từ 19 đến 21 độ và cao nhất trong ngày mai ở mức 31 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Một lưu ý khác là trong đêm nay 17 tháng 10, có gió giật mạnh trên vùng biển Cô Tô đảo Trần, gây tác động xấu đến hoạt động kinh tế xã hội trên biển. Người dân cần đề phòng. Còn bây giờ chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết trên cả nước. Trước tiên là những thông tin cập nhật về cơn bão số 6. Chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ chiều mai, ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông bắc, với cường độ cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Đến thời điểm 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 370 km về phía đông đông nam. Và lúc này cường độ bão giảm còn cấp 9, cấp 10, giải cấp 12. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét. Khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc của quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Từ ngày mai 18 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trở lại với thời tiết trên đất liền, dự báo trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm trời xe lạnh với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Với khu vực Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi, tập trung chính ở các tỉnh từ Bình Định xuống đến Phú Yên và thời gian mưa tập trung về chiều tối. Ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đang trong thời kỳ giảm mưa. Dự báo trong đêm nay và chiều tối mai, cả hai khu vực đều chỉ có mưa ở một vài nơi. Vào ban ngày, trời nắng ráo. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ ngày đêm giao động từ 19 đến 31 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 21 đến 33 độ.